Không phải ngẫu nhiên mà dân gian gọi tháng trước Tết là tháng củ mật, tháng mà người dân cần kiểm soát cẩn thận, bởi đây là thời điểm mà tội phạm tăng cường hoạt động để kiếm tiền tiêu Tết và hậu quả là nguy cơ người dân bị trộm cắp, bị cướp cũng tăng cao. Tại nhiều khu chung cư, nhiều gia đình không ở lại Hà Nội mà về quê ăn Tết nên nếu như không có các biện pháp tăng cường an ninh thì sẽ rất dễ xảy ra trộm cắp hay là cháy nổ. Anh Duy sống ở tầng 8 khu đô thị Đại Thanh, Hà Nội. Cũng như những năm trước, anh lựa chọn ăn Tết ở quê Nghệ An. Chứng kiến nhiều vụ mất trộm và các sự cố trong ngày Tết, anh tỏ ra khá yên tâm khi ở tại đây. Lúc về thì tôi không có lo lắng gì đồ đạc ở đây vì thì tôi sẽ khóa cửa. Khóa thì sẽ có khóa của nhà mình và mình mua thêm một cái khóa nữa. Với cả ban quản lý người ta cũng nhắc là về nhà thì nên cẩn thận thế này thế khác. Cho nên là cũng không phải lo gì. Khu nhà anh thì hầu như là cái tầng của anh thì không có hiện tượng gì. Cháy nổ không có, bây giờ cũng không có cái vấn đề gì hết. Còn ở nơi khác thì anh không biết, còn riêng tầng của anh thì không có vấn đề gì. Chung cư này quy định, nếu hộ dân nào có người về quê thì phải báo cáo với ban quản lý cũng như bảo vệ tòa nhà và lập một danh sách. Trong danh sách sẽ có tên, số phòng cũng như số điện thoại phòng. Khi sự cố xảy ra, ban quản lý tòa nhà sẽ báo với chủ nhà để tìm cách xử lý. Mình ở đây cảm thấy rất an toàn. Để tòa nhà đã tuyên truyền là mình đi về là phải tắt điện, đóng cửa. Để tất cả những trang thiết bị là liên quan đến phòng cháy chữa cháy là mình phải cẩn thận. Như bếp ga bên cùng là mình phải khóa kín van. Không xảy ra hiện tượng cháy nổ, trộm cắp thì cảm thấy rất an toàn. Trước khi nghỉ Tết thì ban quản lý tòa nhà có thông báo đến trên bảng tin ý, là thông báo cho các hộ cư dân ở đây là nên đăng ký, xuống đăng ký với cả ban quản lý tòa nhà ngày về và ngày ở, ngày về và ngày lên. Công tác phòng chống tội phạm đối với các khu chung cư thời gian này thường gặp rất nhiều khó khăn. Đối tượng trộm cắp thường vào chung cư bằng hầm gửi xe và lợi dụng sơ hở của bộ phận an ninh. Chính vì thế mà nơi đây luôn là chốt chặn quan trọng để phát hiện các đối tượng khả nghi và tìm cách xử lý. Thì là ở dưới hầm là anh em chỉ là lắp đấy, cũng lắp mắt camera theo dõi, đồng thời là lúc nào cũng phải có cử người để trực để theo dõi camera, ngồi theo dõi camera thì thấy đối tượng mà khả nghi mà thì anh em sẽ trực tiếp đến gặp cái đối tượng đấy. Hỏi xem là người ta cần gì, ý định là người ta như nào thì nếu người ta tìm xe thì mình hỗ trợ tìm xe đỡ người ta. Còn nếu mà đỗ cửa mà trả lời không gì thì mình mời ra đây nói chuyện, đồng thời là kiểm tra chứng minh thư hoặc là như thế nào, hộ khẩu người ta ở đâu để mình biết. Ngoài những cái biện pháp mà nhắc nhở bà con này, dân cư này, tăng cường lực lượng bảo vệ này, vòng ngoài, cả vòng ngoài nữa, hay vòng trong và vòng ngoài. Thì đấy là ngoài ra thì chúng tôi cũng thông báo tới từng tầng đấy. Thông báo từng tầng, niêm yết thông báo từng tầng một là nên những cái vấn đề cần đề phòng để đảm bảo cái an ninh và phòng cháy, chống cháy. Một trong nhiều lý do khiến người chọn mua nhà ở các khu chung cư, khu đô thị mới đó là tính an ninh cao, luôn có bảo vệ trông coi 24/24. Tuy nhiên, mỗi dịp Tết, nhiều cư dân ở một số khu chung cư lại có tâm trạng bất an bởi kẻ gian, kẻ xấu dễ qua mắt lực lượng bảo vệ, đột nhập trộm cắp tài sản.